cá ngon là ngon thiệt. Minh Khôi xin chào quý cô chú anh chị em và các bạn gần xa trên mọi miền đất nước. Thì hôm nay Linh lại tiếp tục đi thăm lập ếch nè cả nhà. Hôm qua Linh đặt tối quá nên là Linh không có quay cái cảnh đi đặt cho anh em xem. Linh nay đi đặt xa lắm nha, đi bằng chiếc xe triệu view của mình đó. Nay Linh đặt cánh đồng này nè. Cánh đồng đang bơm xạ nè anh em. Đó, chủ máy đang bơm kìa. Dạ. Cảnh sáng sớm nên là nó hơi tối, anh em xem thông cảm nha. Thì Linh đặt tới cái đầu tiên rồi. Ủa quên rồi. Tới cái đầu tiên, thăm cái đầu tiên. Để dìm thẳng thôi. Có hay vậy? Thấy cục đen thật lùi đóng mà không biết có hay không. Linh đặt có mấy cái đồng bơm xạ này thôi. Còn số Linh đặt ở cặp hầm cá. Cái này không có con nào đâu á. Để Linh trở camera lại nha. Đó, không còn gì luôn. Kì vậy, cái đầu tiên mà. Với lại hồi hôm á, thăm mưa lớn lắm. Mưa lớn, lạnh lùng luôn. Hôm qua mà ai mà xả cái là tiêu rồi. Không có con nào. Rồi cái đầu tiên. Ê, cỏ nha. Thế cái thứ hai là phải có thôi. Mấy con một em à, cái ống này. Ôi trời ơi, té cái đường nước này sâu quá. Mình đứng dưới đường nước á, mình khum mình quay cho anh em xem đó. Nên là đây một con tới thui luôn rồi. Kiếm điểm này sáng sáng cho anh em xem. Sáng ngày hôm trời không chuyển mưa. Đó, nó hơi sáng nè. Rồi, tiếp tục anh em ơi. Gom gom lại cái lát mình bắt cho anh em xem luôn. Cỏ nha. Cho anh em xem luôn. Còn ngồi đây thật lùi luôn rồi. Đó. Hai con hay vậy? Có lý. Đặt ngay chỗ lô mồi nè, nó chảy nè. Có lý nha. Nặng. Ba con. Cục lên đây coi. Đó. Hôm tối anh em xin con cảm. Nè. Sáng ngày hôm trời chỉ mưa nó có thui nha. Rồi qua đây sáng nè. Đó, ba em đó. Bốn em chứ ba em gì. Lộn. Xin lỗi anh em, bốn em. Ba con bự ở dưới nè. Một con trong tổng của ta nè. Vô. Trời ơi, giống này được bốn con luôn. Có lý. Một mình á khó khăn quá. Rồi bây giờ là qua tới ao cá rồi đó. Ao cá ở sau hè này nè, mình đặt ngay góc đó một cái ngay góc chân cầu đó một cái đó. Đó cái cầu đó,
Đó. Thấy rồi, con chà bả luôn. Trước tiên là thấy một con rồi đó. Mà không biết là nó có núp lùm hay không nữa, mình không biết nha. Đó, thấy chưa? Anh em thấy nó nhúc nhích chưa? Rồi. Tôi thui à. Mấy em hai em nè, hai em nè, con bự con nhỏ, trời ơi chà bá luôn. Kiếm cái đường này sáng sáng cho anh em dễ xem. Sáng ngày ông mây mù không thấy đường luôn nè. Đó, nó con bự nằm trong á. Rồi giờ mình qua mình thăm bên cái bên kia luôn nha. Đó, mình đặt bên ruộng bên đó đó. Cỏ luôn anh em ơi. Đó. Nè mày. Ở đây cái hai ống, có hai ống, hai con, ba con. Mày ơi, có lý vậy? Nè. Bốn con. Anh em ơi, cảm giác nó đã vậy không? Lên. Rồi giờ mình chạy vòng qua tới hầm cá nè. Đây người ta đang bơm nước ra đó, bơm bằng cái điện. Cái này sao đây rồi sao mà gác không trong cái ống nè, chắc mưa hôm ngập rồi. Rồi không có con nào luôn. Cái này ngon quá mà ta, ngon quá mà không có. Có số ống còn lại là mình đặt cặp cái bờ cá này đi ra dài tới ngoài luôn đó anh em. Để Linh chạy xe ra đầu ngoài cái đậu ở ngoài cái gom. Lấy cái tụng, xách cái tụng á, gom dài vô. Đó mình lội ra. Linh lội ra tới đầu ngoài nè. Tới cái chỗ hồi nãy mình dỡ cái lợp đó không có con nào đó. Hôm nay giờ mình dỡ tới ra xách cho nó nhẹ đó, xe mình đậu lúc đầu ngoài đó. Nó tới thui rồi anh em ơi, này không biết có gì không đây nè. Rồi nó tới thui luôn. Đậy cho kỹ. Ống này sợ mất. Rồi vô. Trời ơi đã luôn. Vô một con ít bà. Sao đây ta? Ôi, nặng quá. Ôi nặng. Bà con lộng thần luôn. Rồi cái đám môn này ngon thiệt. Đâu rồi. Rất nặng quá. Ôi ba con lông thần luôn. Trời ơi con nhận đã thiệt. Để mình vơ đủ hướng rồi, cái này hướng là sáng nhất cho anh em xem.
Ôi thấy cũng vậy à, nè nổ vô vô trời, cái nào như cái nấy thì như vậy thì trời ơi công nhận nó bự thứ già không à. Vô vô cái bờ đìa này ngon thiệt, lúc trước mình cũng đặt cái bờ đìa này nè là nó ngon lắm. Rất tiếc là sáng ngày hôm trời chỉ mưa nên là nó hơi tối, anh em xem nó không có đã. Đó, cái thứ hai nha, cái bờ đìa này mình đặt dậy luôn mà chứ xa xa là mình quất một cái thôi. Chưa từng thấy hai con cua, ba con cua, thấy ba con cua anh em ơi, ba con cua. Ê có ếch, có ếch, có ếch, có ếch, có ếch, có cua, có ếch luôn. Cua nó vô nó ăn cá sình, trời ơi nắng. Ôi ôi này có rồi, vô nữa, vô nữa anh em ơi, kiếm đường nào sáng sáng cho anh em xem coi. Một ống đen thùi lùi luôn. Sao đã vậy? Hai con cối, ba con. Hai con cối nhất. Đâu rồi? Không sáng tức thiệt chứ. Anh em thấy sáng không chứ sao mình nhìn ở ngoài mà nhìn thích tức thui ha. Tại nó muốn bít cái lợp ở đây. Đây nè anh em. Ba con cua. Ba con ếch. Trời ơi, cua sao nó không kẹp ếch ta. Vô vô. Quá ngon. Cái bờ đìa này hấp dẫn thiệt nha. Cái bờ đìa này coi nhận đã thiệt. Trời ơi, không chịu vô nữa. Tiếp tục tiếp tục. Vô rồi ngon rồi ngon rồi. Ngon hơn ngoài kia. Có lý có lý. Đây cái nữa nè. Cái này vô nữa đi. Cái này vô đi. Rồi. Cái này trứng quất. Nè anh em. Không có con nào đâu. Có. Tôi mà đặt là không có gì. Tôi đặt là phải có à. Ủa cái gì vậy? Nè anh em. Tức quốc không có con gì luôn. Ủa cái nào mà cũng chạy gì nữa, chắc chết quá. Lo mà lụm. Đó bữa nào cũng đi ruộng đây. Đây cái nữa rồi. Cái này sao đây? Có anh em. Quanh đây thử quay nó có ánh sáng hơn không? Rồi một cục đang thò lùi nữa đó anh em, không biết mấy con thôi. Vô nữa rồi, khoái cái bờ đìa này rồi đó. Một con một à, trời ơi có con một à. Dướng cỏ thiệt tình quá, con trà bá lửa luôn. Rồi. Ôi sao này cái con này không ra ta. Cả nhà anh em xem cái. Anh xem cái hôm nè. Hên là nó không có nhảy ngay giữa. Ôi cái này chắc vô nhiều lắm. Ôi anh em biết sao không? Nó vô hết ăn hết mồi nè. Ôi con nhìn long thần. Nè đứt dây luôn. Nè, anh em coi đứt dây nè. Vì mà nó ra không được. Nè. Trang khoan, trang khoan cái lỗ nè.
Biết sao nó nhảy hai bên này không à. Ôi hên ngon hết này Vũ, chào bá luôn, mình hên dưới ta. Đã nha hên. Nói chung là im rồi, im rồi. Quên nữa, dòng đầu xuống, dòng đầu xuống chứ không thôi à, nó ra cái là thua luôn. Sao không đứt dây ta, nó lâu bị hoài luôn á. Đó, tới xe nè. Ê, cũng thấy cái lợp luôn. Rồi rồi, vô vô. Mẹ anh em ơi, trời ơi, đầy lợp luôn. Tội thứ già không à. Ông nội mẹ ơi, sao nó đá gì đâu á trời. Vô rồi, vô. Vô vô anh em ơi, vô anh em ơi. Sao bờ này ha, cái bờ này là mình đặt lúc nào không trúng đâu. Trời ơi, hai con ếch long thần luôn, không thể tả nổi hai con ếch đó luôn. Con móng anh em xem không rõ chứ, không thể nào tả nổi hai con ếch này rồi. Bữa nay ếch cói nhiều nha. Thì tỉnh tối thui quay không đá gì đâu nha. Rồi bỏ vô đi anh em ơi, lát mình tắt ra cho anh em xem nha, cho nó dễ hơn. Chứ ông trời này ổng nay ổng không nắng nổi rồi. Đó. Rồi vô vô. Linh này vô nữa. Còn cái cuối cùng. Còn cái cuối cùng. Bây giờ cái cuối cùng mấy anh đó đó, đi qua luôn, đỡ luôn. Cái cuối cùng này có luôn đi. Rồi cái bên đây ngập. Kha kha kha. Này có chút dưới nước, có chút dưới nước. Còn không biết sao đây nè. Đó anh em. Hay là vô chút dưới nước gì đi không biết. Cái cuối cùng lấy hên coi. Ông ơi, ông ơi, ông ơi. Rồi có con gì đâu, sao thấy dưới nước rồi ta. Ê có trời ơi, con này con ếch nhỏ xíu à nha. Ôi thua luôn. Rồi hết lợp rồi đó. Linh đặt có 13 cái thôi, giờ Linh đổ ra cho anh em xem nha. Nói chung là bữa nay trúng rồi anh em. Có mấy cái không chạy. Đó, để Linh bắt cái mà nó bị giục dây. Bố không? Thôi lay gai là có lý rồi. Ông đặt cái gì? Trúng. Ông đặt trúng hay anh em?
Ông nói bữa ông kiếm 2-3 kg, 4-5 kg. Ngon thiệt chứ. Ông đặt hay thiệt. Mà ông nói cái nghề của ông á, tối ngày là vậy đó. Rồi con này hên thì sao mà nó không có ra được này hên nè. Trời ơi, anh em thấy con này sao, đã chưa? Nó bự mà nó mọc. Mày vô mày, vô mày, cái số mày không có xảy. Ôi cái này không có con nào. Đó, cho anh em xem lại cái này nè. Bà con nái nái không? Đã chưa? Đó, không thể nào tưởng tượng nổi luôn. Ôi, nó bún nước vô mặt luôn rồi. Quá xá đằng này. Này hết cối cối thôi. Nói chung là ngon. Chỗ mình là cái chỗ xứ ếch đó. Xíu mình xíu ếch nhưng mà cũng nhiều người đặt lắm. Người này đặt tới, cái kẻ kia đặt lui. Mà ếch ở đâu không biết, quá trời không biết. Đó, cái con này là con này gọi là con thứ già luôn nha anh em. Trời ơi, trắng nụ nụ luôn. Đã gì đâu á. Mê thiệt. Ếch này lúc gà lên bán có 80.000 ký rồi. Ôi nè, đã anh em ơi. Trời ơi, đã gì đâu á. Còn hơn ếch nuôi nữa, nó bự vậy đó. Quá trời quá đất. Vô đây 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 đây, cái này mới thứ dữ nè. Ống này ống 3 con mà 2 con đập thần thừ. Đó nè, đó cái này á, ống này ống nhựa này nó bất tiện cái là mình quay cái cảnh chuột nằm trong ếch nằm trong cái ống á, nó không hấp dẫn anh em, nên nhưng mà nó chạy mạnh. Nó dễ đặt nữa, mà đặt nó nhanh nữa. Đọc thần thừ ra tới, đọc thần thừ. Trời ơi, con ếch. Không tưởng tượng nào con ếch luôn. Lông thần thấy chứ. Một cái con này nó đen. Con này bụng đen mà lưng cũng đen luôn. Con này ở dơ quá. Còn con bự nữa nè. Bắt nhỏ trước đi. Chú đìa lội ra kìa. Chủ đề nói không biết này làm gì này. Chủ đề đang lội ra tới kìa. Đó. Đã chưa anh em? Con ếch nào con ếch nấy. Trời ơi nó bự mà nó trắng phiếu à. Mọc. Ếch này ăn mềm lắm nè, lúc này nó mọc. Đó. Cái này mới đặc biệt nữa nè.
ếch bự mà ba con cua đó, bích lợp luôn, anh em chắc không thấy vô chủ ruộng ở bên đó. Chủ đìa ra đứng, đi ra giữa đìa gần tới bên này đứng dùm 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 không biết này nó làm gì bên này. Ây da, cua, đổ cua ra, đổ một con ra hết con nái rồi. Ôi gọi rồi xong, trời ơi rồi rồi ủa hết con rồi trời, thiệt tình chứ, cái cua này hay, đó ba em cua vô hết rồi, còn ếch bự. Nay nó công nhận ít cụ không, sướng thiệt. Nè anh em, cô đã không? Ôi, nó trứng phiếu mà nó mọc không có con nào mà nó nhỏ ta, có mấy con nhỏ. Ôi ít gì đâu mà. Ôi vô vô trụng mảnh, bữa nay vô mảnh. Linh đặt có 13 cái thôi. Trời ơi, Linh mà đặt cái này mà chừng khoảng 30 cái chắc vô luôn quá. Mà Linh không có thời gian, Linh không có thời gian đi đặt như vậy anh em, nên là Linh đặt số ít gì thôi, đặng vừa làm video cho anh em xem, vừa có đồ ăn Linh ăn luôn. Linh hồi khỏi đi chợ mua đồ ăn, còn bữa nào nhiều quá Linh đi bán, như bữa nay là Linh bán nè. Bây giờ cái số ếch được rồi đó, Linh đặt đó là ăn chưa có hết nữa, nên là bữa nay Linh bán. Đồ vô quá, để Linh quay cho cái nhà xem, quay gần cho cái nhà xem nha. Đây đây nè anh em, nó đã hồn. Trời ơi, lớp lớp con nào nay nó bành bành không, không thể tả nổi luôn. Sướng thiệt. Đã không anh em? Ôi, ôi, con nào không thấy côi 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 không? Thôi về. Rồi đó anh em, bữa nay Linh vô mánh nha. Mình nói nãy giờ nói vô mánh nó nói hoài luôn. Quá khứ trận ếch rồi tôi chứ. Này nhờ hôm nhà kia mưa hay sao anh em ơi, thiệt luôn á. Rồi Linh kết thúc cái video đây nha. Anh em hãy đăng ký, nhấn chuông, like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Linh cảm ơn cả nhà rất nhiều. Rồi Linh hẹn cả nhà lại cái video sau. Bye bye.